hết ra lấy tiếp, ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua Gian Winmax 2002. Và đây là một mẫu xe đua giá rẻ tại cửa hàng em, thích hợp các bác mà mới tiếp cận đến những dòng xe đua. Và đây là một chiếc xe rất thích hợp. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây chiếc xe Gian Winmax 2200, màu đỏ kết hợp với màu bạc, size M các bác nhé. Đây cái khung xe ghi size M đây. Em đánh giá chiếc xe trên 80%. Gian Winmax 2200, có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này. Cọc yên nguyên bản của Gian, nguyên zin theo xe. Yên rất dày và êm các bác nhé. Chỉ tầm giá 5 triệu các bác thể sở hữu chiếc xe đua mang thương hiệu của Gian. Rất phù hợp các bác mà mới tiếp cận dòng đua. Cần gạt chuyển số trên khung, rất là dễ dàng đối với các bác mà mới tiếp cận những dòng đua các bác nhé. Đây bên líp đây, gạt bên líp, bên đĩa ở bên này. Khung nhôm. Và đây trang web của xe. Vâng, và đây là càng của xe, càng nguyên bản của Gian, càng nhôm. Đầu xe vẫn là bộ phanh 3 mảnh. Đây, bộ phanh 3 mảnh. Phanh thường không trang bị thêm tay lắc. Chuyển số đã ở trên khung rồi. Vâng, và thông số lốp là 700 × 23C. À, 700 × 25C các bác nhé. Đùi đĩa 2 tầng, đĩa trắng. Củ đề của Shimano. Và bộ líp của Shimano các bác nhé. Phanh sau, phanh ra mảnh. Giờ em sẽ đi vào đo size đứng của xe. Xe có size đứng là 48. Phù hợp các bác từ 1m63 trở lên đến trên 1m7. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Sử dụng bộ líp của Shimano. Lên líp. Sử dụng tay chuyển số, cần gạt chuyển số trên khung. Rất là dễ dàng. Và chuyển động rất tốt các bác nhé. Bên này là bên đĩa. Đùi đĩa 2 tầng. Xuống đĩa. Vâng, lên đĩa. Vâng, chiếc xe chuyển động rất là tốt. Cái mức giá tầm hơn 5 triệu thì một chiếc xe của xe đua của Gian. Màu rất là đẹp.
Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian Winmax 2200. Chiếc xe được bán tại hưởng em mức giá là 5,2 triệu, giá rất tốt các bạn nhé. Các bạn quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709933 để xem những ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Lên theo dõi kênh Kia Xe Đạp và nhấn vào chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tay cửa nhé. Xin chào cảm ơn các bạn theo dõi video. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.